Ok, hello anh em. Bỏ qua phần giới thiệu đi. Và hôm nay ta sẽ chơi Leon. Leon là cái tài khoản mà mình đã bốc được ra ở trong cái video đập hòm ấy. Không nói gì nữa và bắt đầu thôi. Yes, vừa vào thì cái wifi cũng đã không ủng hộ cho mình rồi. Rất chán luôn ấy. Và tên mình có bạn Spike. Rất tốt luôn, bạn ấy chơi giỏi cực. Bạn ấy còn có trang phục kìa. Và bạn ấy có trang phục cực kỳ đẹp luôn. Trang phục đấy tên là Spy Sương Rồng. Tấn công! Yes! Wow! Trận này thật sự là cực khổ lắm mới thắng được. Bởi vì sau đi áp sát thì đam được khỏi lói rồi. Leon áp sát thì cũng được hơn 600 đam. 600 đam Leon bắn càng xa, đam càng yếu nhá. Ngược lại với Peeper ấy. Và ulti của lại hồi nói luôn, ti này là tăng hình. Mặc dù không gây được sát thương gì nhưng sẽ giúp mình tiếp cận kẻ địch dễ hơn. Ví dụ như bạn này này, bạn ấy không thể nhìn thấy mình. Và nếu các bạn thấy giọng của mình khác thì mình vẫn là mình nhá. Nhưng mà đây là khi mình sử dụng mic. Ok. Yes. Yeah. Rồi, và trận tiếp theo nào. Và vẫn là Neon. Nhưng mà trang phục Neon của mình không phải trang phục mặc định đâu nhá. Mà là mình mua mất 80 ngọc á. Chạy thôi. Thôi bạn ơi. No. Trang phục này hình như tên là Neon cá mập. No bạn. Yes. Mình lại sống rồi. À, mình đã chết rồi. Nhưng mà không sao, bạn Spy sẽ câu giờ và tiêu diệt hết tem địch cho mình. Bạn đấy có một kênh YouTube nhá. Nếu các bạn thấy thích hay vào ủng hộ cho bạn ấy ngay thôi nào. Mình sẽ cho link xuống dưới phần mô tả. Và sau khi đợt ốm ấy. No. Tại Poco hồi máu và ulti của mình không thể gây được tí sát thương nào. Cho nên nó hơi bị phiền phức như vậy. Và mình vừa nãy cũng tua nhanh đi. Rất là tốt khi mà bỏ qua. Chưa kịp nói xong, mình đã die rồi. Và yeah, chả vui chút nào. Rồi và tiếp theo nào. Let's do this. Lần này mình phải giành được top 1 mà không được die mạng nào. Mình mong vậy chứ. Đây rồi, một mình sẽ cân hai luôn. Mình sẽ né hết skill và yes. Rất tốt phải không nào. Yeah, mình đã né được hết và bạn kia bạn dùng tẩu. Bạn ấy tẩu mất rồi. Nhưng mà không sao, mình sẽ đi tìm để tiêu diệt lốt. Yeah, có vẻ như bạn ấy kia rồi. Tiêu diệt hết bạn này và khai trừ được một đội nữa. Ui, what? Vừa còn 5 đội xuống phát còn 2 đội luôn rồi. Kinh khủng. Và hê hê. Wow. Rất tốt luôn. Khi tăng hình thì rất là khó để tránh đấy. Và no bạn ơi. Oh. No. Rồi, không sao cả, bởi vì team mình cực kỳ mạnh luôn, đã kéo mình lên. Và nếu mình chơi sinh tồn đơn phục Neon thì các bạn có thể biết được rằng là mình sẽ chết trong vòng bao nhiêu người chết đầu tiên. Ví dụ như team có 10 người, cả một trận ấy có 10 người thì mình sẽ chết thứ 11. Cực kỳ hay luôn ấy. Thật ra chả hay chút nào đâu. Nhưng mình cứ bảo vậy thôi. Và giờ mình sẽ cân bạn này. Bạn ấy yếu hơn mình. Nhưng mà bạn ấy lại thêm đồng đội kia. Không sao, mình sẽ cân hai luôn. Khi mà Neon áp sát được rồi thì cực kỳ bá luôn ấy. Neon là thể loại mà bắn càng xa đam càng yếu. Rồi xong.
Lúc đó mà mình không tua nhanh thì đảm bảo là tốn thời gian cực kỳ. Rồi, mình hồi sinh rồi, mình sẽ lên tiên phong. À, mình chết rồi. Xin lỗi vì có tiếng ồn, bởi vì nếu có tiếng ồn ấy, hàng xóm ồn ào cực. Và sau trận ốm 7749 ngày của mình thì cả kênh của mình cả một tuần không ra được một video. Mình cũng không biết là bao nhiêu ngày nữa. Có vẻ như bạn này hơi bị não cá vàng rồi. Khi mà mình chỉ cần bị một đạn của bạn ấy bắn là mình sẽ đai ngay 1 đến 2 viên. Và mình không có cơ hội để tiêu diệt bạn ấy ngay lập tức đâu. Yes, tàng hình rất mạnh phải không nào? Đây là do mình chưa có sức mạnh sao thôi nha. Không thì mạnh cực kỳ. No, đi jump. Oh no, thôi bạn ơi. Yes, mình sẽ kill lốt lại. Rồi xong, mình dẫn phải cướp. Nhưng mà bạn ấy, wow, đòn vừa lấy cực kỳ hay luôn ấy. Và đấy căn trúng thời gian, Piper nhảy xuống. Và hạng 10 năm, yeah. Mình đã lên hạng 10 năm rồi. Rồi, trận tiếp theo nào. Và cái giọng của mình nó cũng khác đi. Khi mà mình nói chuyện kiểu không cần phải nói to nữa ấy. Thật ra là giọng của mình nó khác hoàn toàn. Đấy là khi mình nói bé. No, mình chưa kịp ăn. Tại cái hòm bên kia nó thơm quá nên mình mới không ăn cái đấy. Rồi và no, ôi, quả này mình đai rồi. À, mình tin cái đoạn vừa nãy sẽ có một bạn sẽ bị điếc tai, một vài bạn. Thấy chưa, hàng xóm ôm cực. Sẽ có một vài bạn sẽ bị điếc tai bởi vì cái đấy nó hơi bị to. Rồi và cái video này không phải là mình đồng trực tiếp tiếng mà là mình quay xong, xong rồi mình đồng tiếng vào. Các bạn cũng có thể thấy như vậy rồi. Quả này ăn hôi cực lớn này. Không, farm lại hồi sinh. Vừa lấy mình tí đai rồi. Farm thì đam lớn cực thật. Nhưng mà mình có thể lé dễ dàng khi mà farm chỉ bắn được theo một đường, cho nên mình chỉ cần đi lướt qua thôi. Wait, bạn ấy sẽ cân lên này. Cân luôn. Wait. Yes, mình sẽ kill lốt. Tàng hình rất mạnh. Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators. And I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all. Yeah.
Yeah, my life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying